Nhân sang của nên chưa ạ? Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện cái số đếm ở trên tiếng Nhật. Chúng ta bắt đầu nhé. Các bạn hãy lấy giấy bút ra và ghi chép lại. Số 0 là được rồi. Số 1. Số 2. Được. 3. 4. 5. 6. Số 7, số 8, 9, số 10, số 11, số 12, 12, 19, 20, 21, 99, 100. Các bạn biết xong chưa? Bây giờ chúng ta có 5 phút nghỉ ở Nam, sau đó quay trở lại chúng ta sẽ nhìn lại những chữ chúng ta đến. Những chữ mà chúng ta đã từ viết ra với tất cả. Các bạn có 2 phút. Bây giờ các bạn sẽ xem đáp án mà phần đoạn vừa làm nhé. Ít có chắc là từ nhớ chưa? Số 0 chúng ta vừa nói sẽ là 0 hoặc 0. Ít hết có. Số 1 chúng ta sẽ có là 1. Được rồi. Số 2 sẽ là 2. Số 3 sẽ là 8. Số 4 chúng ta có hai cái tập nhiều và chỉ. Số 5 gỗ. Số 6
theo cửa số 7 là La và Chị Chi. Số 8 là Chị. Số 9 Chu và Khư. Số 10 Chu. Số 11 Chu Y Chi. Số 12 Chu Ni. Mười ba, trở đi từ từ. 19, UQ. 20, UQ. 21, UQ1. 29, Q Q Q. 100. Yep. Các bạn đúng được bao nhiêu câu trong phần này ạ? Cảm ơn các bạn, chúc mừng các bạn đã làm xong bài phần luyện tập và chữa cho bản thân mình. Bây giờ các bạn hãy chấm tự dùng bút đỏ tự chấm điểm cho phần của mình. Sau đó thì các bạn sẽ chụp lại mình. Iniska. Minasan, arigatou gozaimasu.